Và cuối cùng, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi phóng sự cộng đồng Việt Tộc Foundation gây quỹ giúp người nghèo khó nơi quê nhà do Trí Tôn, Đậu Thanh Vân và Bích Phượng thực hiện. Cây quỹ của Việt Tộc Foundation hay còn gọi là Nhịp cầu yêu thương tại nhà hàng New Fortune, thành phố Gaithersburg, tiểu bang Maryland vào ngày 9 tháng 6, 2019, lúc 7 giờ tối. Có rất đông quan khách đến tham dự và nhiều thiện nguyện viên của gia đình Việt Tộc từ xa đến như New Jersey, Pennsylvania, Florida và Virginia. Cũng tại tiểu bang này, năm 1998, Linh Mục Trần Công Vang, dòng chúa cứu thế và một số thiện nguyện viên đã thành lập nên hội Việt Tộc. Một lời chào thân tình và trân trọng đến tất cả quý ông bà và anh chị em tham dự tối hôm nay trong đêm nhịp cầu yêu thương tại vùng Maryland, vùng thủ đô. Trong suốt 20 năm qua, Việt Tộc đã âm thầm đồng hành với các anh chị em, linh mục, tu sĩ và các cộng tác viên địa phương. Họ đã tận tụy sống giữa, sống với và sống cho đồng bào sắc tộc nghèo, vùng sâu xa của 4 tỉnh là Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột và Lâm Đồng. Bao nhiêu dự án được thực hiện, dự án giáo dục trong việc nâng cao dân trí, nâng cao đời sống dân chúng, đã cung cấp học bổng cho học sinh, sinh viên, giúp đỡ con em người dân tộc có cơ hội đến trường. Dự án y tế xã hội như thuốc men, chữa lành phần nào vết thương về thể xác và tâm thần của chị em bệnh nhân phong cùi, trường hợp những người bị tai nạn hay bệnh nguy cấp. Dự án cung cấp hệ thống dẫn nước sạch cho những vùng xa không có nước hay nước bị ô nhiễm trầm trọng, cung cấp thức ăn và nhà ở cho những gia đình không có điều kiện. Đặc biệt năm nay, có sơ huệ từ vùng Tây Nguyên Việt Nam đến tham dự và chia sẻ. Thưa cha, con hiện diện nơi đây, con vừa từ vùng trời Tây Nguyên về đây không chỉ mình con, nhưng con mang theo tấm lòng cảm biết ơn của bà con trong các buôn làng, các riêng của các em học sinh. Con xin thay mặt các em xin kính cảm ơn cha, cảm ơn các anh chị trong gia đình Việt Tộc. Và con xin kính cảm ơn quý âm nhân từ lâu nay đã đóng góp rất nhiều để cho các em trong các buôn làng có được một sự nâng đỡ rất là khích lệ và rất là ấm lòng của các phụ huynh. Một lời cuối cùng con xin cảm ơn. Ca sĩ được mời năm nay là Hà Thanh Xuân đến từ California. Cô rất năng nổ và giúp cho buổi gây quỹ thành công. Cô đã ủng hộ 500 Mỹ Kim trong phần thù lao của mình. Ngoài ra có một mạnh thường quân lần đầu tiên đến tham dự, đó là anh Nguyễn Châu, là thành viên của hội Hope for Tomorrow. Anh đã ủng hộ 10.000 Mỹ Kim. Anh hy vọng hai hội có cùng một mục đích và có thể làm việc chung với nhau. Buổi gây quỹ đã thu được 30.380 Mỹ Kim và kết thúc lúc 11 giờ đêm sau phần dạ vũ. Chương trình của Việt Tộc đã được thực hiện trong vòng 21 năm. Năm nay là năm thứ 21. Và cho tới thời điểm ngày hôm nay thì của niên học 2017 và 2018, chúng ta có 2.300 em học sinh rải rác trên 3-4 vùng, từ Lâm Đồng, Buôn Ma Thuột, Kon Tum và các vùng khác. Chúng ta có khoảng 220 em sinh viên đang được trợ cấp để được đi học. Và chúng ta cũng có khá nhiều các em trong 20 năm nay đã ra trường để về các buôn làng giúp cho các buôn làng. Kính thưa quý vị, bản tin Hoạt Hình Đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến xin email về washingtondc@sbtn.tv. Bích Phượng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình.